này sau khi một cái mặt của mình nó vàng hơi vàng rồi đó thì mình giờ mình lật cái mặt lại rồi mình nướng cái mặt kia cho nó chín và nó vàng rồi cái mình tiếp tục lật lại cho miễn sao mà nó những miếng chả của chúng ta nó vàng đều là được nhá. Thì cái chả này thì mình nướng xong rồi á, chả cá mình nướng xong rồi thì mình ăn với lại tương ớt. Mình nướng như vậy thì hạn chế, thật sự phải nói là mình sử dụng dầu mỡ rất là hạn chế luôn trong bữa ăn của mình. Lúc trước là mình thay vì mình chiên chả là mình sẽ để dầu vô rồi mình chiên chả nè. Khi mình chiên xong mình phải để qua cái giấy thấm dầu để cho nó bớt dầu ha. Nhưng mà khi mình nướng cái chảo này hoàn toàn mình không để miếng dầu nào hết. Đấy. Mình hạn chế được rất là nhiều dầu mỡ trong bữa ăn của mình. Mình nướng từng mặt cho nó vàng xong rồi cái mình ấp lại nha. Nếu như mà nó dày quá nó chưa vàng đều á thì mình sẽ cắt ra, sẽ cắt cắt mình sẽ cắt miếng miếng ra, sau đó thì mình chiên để cho nó vàng đều ha. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ một hồi mình sẽ lấy cái dao hoặc kéo mình cắt ra từng miếng. Cắt theo từng miếng tam giác đó rồi mình sẽ chiên để lên đây nè, để lên đây nướng tiếp để cho nó vàng đều, tại vì cái miếng này nó to quá cho nên thì mình sẽ cắt ra để cho từng miếng nó sẽ vàng đều và nó ngon hơn nha. Này ha, mình cắt ra, mình cắt từng miếng vậy nè cho nó mỏng vậy đó để cho mình nó dễ nướng. Thì nguyên miếng lớn thì nhiều khi nó cái chảo nó bị trũng xuống á, cái nó sẽ bị khó vàng đều. Đây, bây giờ mình sẽ từng miếng như nè. Đây rồi mình nướng nha. Này, từ đây thì mình sẽ có cái món là chả cá nướng chứ không cần chiên nữa ha. Chả cá mình nướng luôn cho nó ngon. Này. Wow, vàng rất là ngon nha. Rất là thơm luôn. Sẽ nướng lửa riu riu như thế này, mình đợi khi nào mà nó vàng đều ngon hết hai mặt á thì mình sẽ đem xuống và mình ăn với lại tương ớt nha. Quá chừng hấp dẫn luôn, vàng đều rất là ngon ha. Chả rất là dai nha, cái chả cá măng này dai, dai hơn chả cá thắt lát nữa. Món này mình có thể ăn chơi cũng được, mình nướng lên xong rồi mình ăn kèm với lại tương ớt, rau sống, dưa leo, cà chua là một trong những món khai vị rất là ngon nha.